chào các bạn nhé. Và ngay bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng thưởng thức tiết mục xiếc đặc sắc của các nghệ sĩ ở ngay phố đi bộ phố cổ Hà Nội này các bạn nhé.
huynh quản lý con em của mình, không để cho các bạn lên khu vực sân khấu á. Thank you.
tiếng kiếm nghệ thuật. Kính thưa quý vị, đây cũng là một phần biểu diễn người nghệ sĩ em Nhung đã báo cáo trong kỳ thi tốt nghiệp của mình vừa rồi. Và hôm nay rất vinh dự và vui mừng được biểu diễn gửi tặng tới quý vị khán giả những người thích rất tân thương của tuyến phố đi bộ bờ hồ.